Cho nên tu hành quý vị phải biết quý vị là tất cả một vị Phật. Hay chăng? Thật sự là vậy, quý vị là một bậc thánh nhân, quý vị là một bậc Bồ Tát. Nhưng quý vị quên mình thôi, chứ không có gì cả. Quý vị quên quý vị là ai, đời đời kiếp kiếp của luân hồi. Làm thần, làm quỷ, làm người, làm ma, động vật, súc sanh, ngạ quỷ. Tất cả mọi thứ cứ, quý vị cứ tràn gian sự kiếp luân hồi này, nó cứ dồn dập cuộc đời, quên đi. Rồi xuống nhân gian này lâu quá, một bậc thánh nhân xuống nhân gian này lâu quá, từ 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 bắt đầu mất đi cái lực lượng bên trong của mình. Mất rồi, không phải mất gì, nó chìm sâu thôi, chứ không có gì cả. Chìm sâu rồi là bắt đầu nó tu đó, phải tu lợi, phải tu kiểu này, phải tu kiểu kia, phải tu kiểu nọ, vân vân. Phải tu pháp này, phải tu pháp kia, phải tu pháp nọ. Nhưng vốn quý vị là một vị bậc thánh nhân, vốn quý vị là một vị Bồ Tát. Nhưng mà giờ ai nói đi quý vị một Bồ Tát, quý vị cười hà 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 người ta liền. Hay chứ, nó là vậy. Cho nên tất cả chúng sanh là ai? Là con của trời xuống nhân gian này thôi, chứ không có gì cả. Hay chứ, tất cả chúng sanh con của Thượng Đế xuống nhân gian này. Hay là tất cả chúng sanh xuống nhân gian này cũng bởi vì muốn quá độ tội phạm được luật nhân quả nhét xuống dưới đây mà thôi. Hoặc là tất cả những bậc thánh nhân như quý vị như vậy xuống dưới thế giới này để cải tạo những cái thế giới này tốt hơn, cải tạo cái trái đất này, dùng tha lực dòng âm lưu Thượng Đế để làm cho trái đất nó xanh tươi hơn, tốt hơn. Nhưng mà ngày tháng trôi qua, năm tháng cứ trôi qua dài quá à, vậy rồi bắt đầu gọi là ở thế giới này nó bị gọi là một cái sức hút mà bắt đầu từ từ cái quên mình là ai, quên bổn phận của mình như thế nào vậy đó. Rồi bắt đầu rồi dùng ngôn ngữ con người nói chuyện nữa nó càng thấp kém, bởi vì mình hạ thấp xuống đó, hạ thiệt là thấp xuống. Mình càng hạ thấp xuống á thì mình bị ngột ngạt, nó là vậy. Cho nên là quý vị biết rằng là cũng giống như con người thế gian chúng ta vậy thôi. Thấy chưa? Một vị hoàng tử cao sang mà lưu lạc ở nhân gian đi, quý vị biết như thế nào rồi. Thấy chưa? Quên đi thân phận của mình. À vậy. Thì quý vị cũng y như vậy. Quý vị con quý vị, cháu quý vị cũng giống như vậy. Quý vị là một người đạo đức. Quý vị là một người gọi là biết nghĩa nhân vân vân. Nhưng mà cha mẹ quý vị dạy từ nhỏ, nhất là cái lớp từ 50 trở lên đó, vì thấy chưa, là kêu bằng hồi nhỏ thì con cái quý vị đi thưa về trình, còn thời bây giờ không phải dễ như vậy, nó vô ngang ngang xương nó làm cho quý vị cũng gọi là gì, làm cho bậc cha mẹ cũng không biết phải làm sao. Hay chưa, đó là vậy. Bởi vì khoa học càng thăng tiến thì đạo đức càng suy thoái mà thôi, nào là vậy. Bây giờ phải làm sao? À, cho nên quý vị thấy rằng là một người trẻ tuổi mà bước vào cửa thiền môn tu hành là một điều vô cùng quan trọng, vô cùng tốt. À, cho nên những cái đạo đức là một cái rốc rễ tu hành, mà mình không có giữ được một cái nền tảng đạo đức rồi, giống như cây mà trồng mà không bắt được rễ mà thôi. À, thì có nằm chơi chơi ở đó đi nữa, xanh tươi gì đi nữa, nhưng mà vậy cùng phong bão tố đến rồi thì nó cũng chốc gốc mà thôi, ý như vậy thôi. Ta à, vậy mình cần có cái đạo đức thâm sâu, cần có một đức tin mạnh liệt. À, khi mình có được một đức tin mạnh liệt, khi mình có được một cái đạo đức thâm sâu bên trong mình rồi, mình không dễ bị cái tác động bởi cái nghiệp chướng gì nó tấn công mình cả. À, vậy cho nên quý vị, người tại gia cũng vậy, người xuất gia cũng vậy, cho nên ta cũng đều nói ý như nhau. Này, quan trọng nhất là mình giữ cái đạo đức. Đạo đức là một cái rốc rễ ăn bám chặt sâu, cùng phong bão tố có đến đi nữa, nó chỉ sơ sát cái cây thôi, một chút nữa nó sẽ gọi là cái gì, đâm chồi, gọi là kết quả càng đẹp hơn, chứ không có gì cả. Cho nên quý vị thấy, chính bây giờ sư phụ sẽ cho quý vị nghiền ngẫm bản thân ta cũng vậy đây. Thì chứ, ta đi hoằng pháp độ sanh quý vị cũng biết mà, vô cùng vất vả. Đợt này ta đi một mình, không có thị giả một bên, một mình ta tự ta lo hết tất cả mọi thứ, vất vả. Nhưng mà gì, còn bao nhiêu cuồng phong bão tố ở bên ngoài
và lẫn cả bên trong những nghiệp chướng đó. Ta phải đối mặt với tất cả những nghiệp chướng ở bên trong mà luôn cả ở bên ngoài, vừa bên ngoài lẫn cả bên trong. Nhưng rốt rễ của minh sư, cái đạo đức và cái lực lượng này nó bám vô cùng sâu rồi, không thể dễ dàng. Nên là vậy, tuy rằng nó biết như vậy nhưng nó cũng vẫn gọi là đưa đến những cuồng phong bão tố như thường. Nhưng sau đó rồi càng tươi hơn, càng tốt hơn, sau đó rồi sẽ đâm chồi kết quả những điều tốt đẹp hơn nữa, giúp cho minh sư có thể thay đi những cái cành lá khô cằn đó thôi, càng đẹp hơn. Thì cũng giống như quý vị thôi, thấy chưa? Tất cả thiền sinh của quý vị cũng vậy. Sau một cơn phẫn nộ của nghiệp chướng mà nó là gì, nó tấn công quý vị rồi, thì là mình mới biết được, mới lường được cái sức lực bên trong mình, mới lường được cái đức tin của mình như thế nào, coi qua mình có sống vì mình hay là mình bị sống vì thiên hạ, thấy chưa? Coi mình có phải là mình không, hay là mình là một người bị người ta đã cột dây nắm mình đi rồi. Đó là như vậy. Khi quý vị đã đối mặt với tất cả mọi thứ ở đời mà quý vị đã gì, mà bao nhiêu sự cuồng phong của cõi đời dồn dập mình, mà mình vẫn gì, vẫn đứng sờ sờ nó vậy, sừng sững đứng đó không cà gì cả, là mình biết tâm của mình vô cùng an lạc và bình an, là biết tâm của mình không bị bất cứ những điều gì xảy ra trong cuộc sống này của mình đây. Bất luận ai, mình đến với minh sư hay là mình tu hành, mình biết mình là biết rằng là mình đã chạm vào cái lực lượng minh sư bên trong của quý vị. Đó là vậy. Cho nên là phải nên nhớ, đây là cũng là một bài học cho quý vị thôi, một bài học, một sự rèn luyện bản thân của mình đó. Rồi phải nhớ vậy nghe không. Thôi vẫn còn ngày mới, ở ngày Tết, sư phụ xin chúc quý vị bình an và bình an, và Happy New Year. Ok. Sư phụ sẽ trả lời những vài câu hỏi thôi, Tết mình trả lời vài một ít câu hỏi vậy vượt qua ngày hôm sau nữa. Ok. Rồi vậy đi ha. Ok. Cảm tạ Guruji đã ban cho chúng con những lời pháp cam lồ, những lời yêu thương để giúp cho chúng con vững vàng và hiểu hơn sứ mệnh của mình. Chúng con tiếp tục đồng hành cùng Ngài, tiếp tục tu hành, vững vàng đức tin, một đời giải thoát ạ. Kính bạch Guruji Ruma tôn kính, thưa các quý vị thiền sinh, hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 2566 Phật lịch, nhằm ngày mùng 1 Tết Quý Mão, nhân dịp khóa bế quan quốc tế Sức Xuân Ruma, Guruji Ruma có buổi pháp thoại trực tuyến qua mạng. Ban làm việc chúng tôi xin thông báo đến những người hữu duyên đang tìm hiểu về pháp môn âm thanh và ánh sáng cổ đại, tu hành một đời giải thoát, luôn mong muốn và khát khao được nghe những lời chân lý vô thượng từ Guruji Ruma để trí huệ được khai mở và tầm hiểu biết trong cuộc sống tu hành thêm rộng lớn. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi quý vị gửi đến cùng lời thỉnh cầu Guruji Ruma giải đáp. Tuy nhiên, trong đó có nhiều câu viết quá dài dòng, chúng tôi xin tóm gọn lại nội dung chính của câu hỏi để trình lên Guruji Ruma, tránh làm mất thời gian của Guruji và đại chúng. Vì thời gian Guruji Ruma ấn định cho các buổi pháp thoại trực tuyến cũng có hạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi không liên quan đến vấn đề tu hành, nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại với cùng một chủ đề, và có những câu hỏi với nội dung xin sám hối với Guruji Ruma. Nhân dịp năm mới Tết đến, Guruji Ruma có nói rằng tất cả những điều đau buồn trong quá khứ, những điều hiểu lầm, nghi ngờ dẫn đến sự vấp ngã của các thiền sinh, hãy cho qua hết để hướng tới và đón nhận những điều tốt đẹp trong một năm mới, bình an và phúc lạc. Chính vì thế, chúng tôi sẽ không đọc lên những câu hỏi như đã đề cập ở trên. Mong các quý vị thông cảm. Xin cảm ơn. Kính bạch Guruji Ruma tôn kính, và giờ đây Việt Hương con xin phép được đọc những câu hỏi từ quý thiền sinh và quý mộ đạo khắp nơi trên thế giới gửi về, kính trình lên Guruji Ruma, mong Ngài từ bi khai thị cho chúng con ạ.
Kính bạch Guruji Ruma, con là thiền sinh châu Âu, mới được thọ tâm ấn vào đầu năm 2022 tại thiền đường Chiang Mai. Con có một số thắc mắc xin được Guruji giải đáp như sau. Thứ nhất, làm thế nào để con có thể chế ngự được sự nóng giận trong tâm mình? Cách nào để mình không nghĩ phủ định và nghĩ xấu cho người khác? Kính xin Guruji chỉ dạy, con xin cảm ơn Ngài. Thiền định, mỗi ngày gắng cố gắng thiền và cố gắng tập trung và nói khẳng định và khẳng định. Lúc nào cũng là khẳng định, đừng bao giờ nhìn bất cứ những điều sai lầm của người khác. Bất luận người khác có điều gì sai lầm, đó là chuyện của họ, đó là nghiệp chướng của họ. À vậy, mình nên thương, thương yêu, chứ đừng bao giờ nhìn. Thậm chí những điều sai lầm của mình sẽ cho nó là một bài học. Những điều sai lầm của mình cho nó là, gọi là cái gì? Một sự rèn luyện bản thân của mình, một sự vấp ngã, đứng dậy, đứng té, đứng dậy, đi tiếp. Tại sao phải quỵ xuống đó nữa? Đừng bao giờ dễ dàng nghĩ phủ định với người khác. Đó là vậy, thậm chí bản thân của mình. Thậm chí bây giờ dĩ nhiên cái tâm này mình vừa nghĩ phủ định, mình quay lại mình nghĩ khẳng định liền. Đó là vậy, hoặc là mình nghe nhạc quăng quăng, hoặc là nghe nhạc thiền của sư phụ, hoặc là nghe sư phụ âu ơ vậy đó. Dở dở gì chứ, nhưng cái đầu óc của quý vị nó cũng nghe, nó cũng chán, nó bỏ mình nó đi. Là vậy, cho nên lần là mình cứ tập từ từ chứ. Còn cái nóng giận của mình thấy rằng là người kia vừa đem lại cho mình những điều gì nóng giận, lập tức tập trung niệm năm hồng danh liền. Thấy chứ? Hoặc là gì, bỏ đi, đừng có ở đó nữa. Đừng có đến đó và đừng có tiếp xúc với họ nữa. Nếu người nào mà đưa đến cho mình những điều nóng giận thì một lần mình thấy, hai lần mình thấy, ba lần, bốn lần, năm lần đó, từ sau mình tránh họ. Thấy chưa? Mình tránh họ không phải là, thậm chí họ nói, ôi tại sao quý vị phải tránh tôi, cô, anh chị, tại sao phải tránh tôi? Mình nói, tôi tránh quý vị là bởi vì tôi bảo vệ cho tôi đang tập luyện bản thân của mình. Nó là vậy đó. Mình tập luyện bản thân của mình, đừng để cho mình có cái sự bực tức nóng giận bằng một cách vô cùng dễ dàng như vậy. Ok. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã khai thị. Ý thứ hai của câu hỏi này, làm sao để chế ngự được dục tính của mình ạ? Để tự nhiên như vậy, thân thể này mà. Thân thể này là một thân thể khoa học. Tự nhiên, không cần ép mà cũng không cần gọi là mình phải làm những điều gì theo cái sở thích của mình, đầu óc này của mình. Hiểu chưa? Ở quý vị cứ ngồi thiền thôi. Hiểu chưa? Mình ngồi thiền, mình hoạt động tất cả mọi thứ công việc, hoặc là mình sẽ kiếm công việc gì mình làm nó cho nhiều hơn, hoặc là mình gọi là gì? À, quán âm nhiều hơn, dùng lực lượng dòng âm lưu thượng đế có thể tẩy rửa đi những cái ô trược này bên trong của chúng ta. Hiểu chưa? Để tự nhiên đấy, cái gì nó đến thì nó đến, cái gì nó đi thì nó lại đi. Để tự nhiên với thân thể như cây vậy thôi. Hiểu chưa? Tới ngày nó đông qua kết quả vậy. Đó là một cái phần thứ nhất. Thứ gì nữa là mình tránh đi, mình ăn những cái món đồ nào có nhiều cái sự kích thích quá, làm cho cái thân thể khoa học của mình nó không tốt đi, vân vân. Ok. Hoặc là thuốc, hoặc là những món ăn nào đó mình phải để ý nó để mình tránh đi, để nó không, cái dục thể này, cái thân thể khoa học này nó không có làm phiền đến mình. Ok. Để dễ dàng cho mình bước tới con đường tu hơn. Vậy đó, mình sẽ tìm cách nào đó vân vân, mình sẽ chế ngự những cái khẩu ăn uống của mình để cuộc sống của mình nó tốt hơn, để mình dùng đầu óc này mình có thể gọi là kiềm chế nó được nữa, vân vân. Vậy đó, thì quý vị cứ để tự nhiên là mọi việc mình sẽ làm được đó. Ok. Chúng con xin cảm tạ Guruji. Đây là ý thứ ba của câu hỏi này. Trước khi thọ tâm ấn, con chưa từng được gặp kim thân của Ngài. Hôm được thọ tâm ấn, con chỉ được gặp người trong một khoảnh khắc, không giống như tất cả các thiền sinh khác là được gặp Ngài rất nhiều lần. Như vậy, có phải do con không đủ phước, đủ duyên hay không? Mặc dù vậy, nhưng trong tâm con lúc nào cũng thương nhớ Ngài, một sự thương nhớ không thể tả được. Đôi khi, con cảm thấy hổ thẹn vì mình là một người học trò, sao lại nhớ thương minh sư bằng cách này? Đâu phải tình yêu, nhưng sao con lại nhớ nhiều đến như vậy? Kính xin Guruji giải bày cho con xin cảm ơn Ngài. Không phải là một cái phước báo công đức gì, hiểu chưa? Duyên đến quý vị tự nhiên sẽ gặp ta, hiểu chưa? Chỉ có cái nhục thể này không có quan trọng. Quan trọng nhất là những nhớ thương tình yêu, nhớ thương một người cha, người mẹ, nhớ thương một bậc thầy cũng là một lực lượng
gọi là yêu thương, mình gọi là một lực lượng bình an, một lực lượng yêu thương của mẹ đại dương bao la mà thôi. Còn đưa xuống nhân gian này, lồng vào trong cái lớp áo da người của này đây, thì con người của mình bắt đầu xé nó ra từng mảnh một, bắt đầu sẽ sơn phết nó lên một cái tình yêu thương gọi là ỷ mị, tình yêu thương Atula, tình yêu thương chiếm hữu, tình yêu thương dục vọng, vân vân. Mình cứ chia ra vậy thôi. Thế nha. Nhưng mà thật sự nó là một tình yêu thương của đại dương bao la. Cứ tiếp tục nhớ thương, không có điều gì sai lầm cả. Một biển cả mênh mông, dòng nước biển của đại dương bao la khi vào đến đất liền rồi thì vô từ con sông vô trong hồ, trong ao, trong rạch nhỏ vân vân, cũng là nước mà thôi, tất cả cũng là nước. À vậy, cho nên là nước từ trên trời đổ xuống cũng vậy, cũng là một dòng nước gọi là từ trên không đưa xuống thôi, rồi bắt đầu sẽ gì? Vô ao, vô hồ, vô sông, từ đó sẽ chảy ra biển cả mênh mông mà thôi, cũng là một dòng nước. Cứ để tự nhiên như vậy, nhớ được binh sư càng tốt quá chứ. Sợ cái đầu này của mình nó không cho mình nhớ, nó xóa bỏ hết, càng khổ hơn nữa đó. Ok, nhớ được binh sư là một lực lượng bất khả tư nghị, là một công đức lớn nhất, không phải ai cũng có thể gọi là muốn nhớ là nhớ. Ok, quý vị có được một cái lực lượng nhớ thương binh sư là một điều vô cùng quan trọng. Sợ nhất là cái đầu này của mình nó bị xâm nhập bởi cái lực lượng phủ định, phỉ báng minh sư, nó không đem đến những điều tốt cho mình mà nó đem đến những điều khổ ái cho cuộc đời của mình. Đây là một điều mà quý vị phải nên gọi là mừng cho mình đó. Okay. Mừng cho mình có được một cái sự, có được một cái tâm này đây. Thấy chứ? Có nhiều người muốn nhớ cũng nhớ không nổi nữa. Chứ đừng nói chi, nói rằng là biết có điều gì sai không. Thấy chứ? Không sai đâu. Tốt. Mình nhớ với cái lực lượng yêu thương, nhớ đến một cái tình thương giữa mình, giữa thầy và trò, giữa trò và thầy, đều là một điều tốt đẹp nhất. Ok, chúc mừng. Chúng con xin cảm tạ Guruji. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Guruji Ruma, con trai của con đã có pháp và đang học năm thứ 3 đại học. Cháu học khá các môn nhưng riêng môn tiếng Anh thì lại luôn bị rớt, nên nhà trường không cho cháu đăng ký học các môn chính mà chỉ được học môn tiếng Anh và hai môn phụ. Vì thế cháu rất chán nản, lúc thì muốn bỏ để đi làm, khi thì tiêu cực vì không bằng bạn, bằng bè nên muốn tự tử. Hiện tại đến tháng 3 cháu mới được vào học nên muốn sang làm công quả tại thiền đường Campuchia cùng với con. Con kính mong Guruji an bài cho con đường học hành của con trai con được thuận lợi để cháu không còn tiêu cực nữa. Cầu mong Ngài cứu con của con ạ. Con thành tâm cảm tạ Guruji. Rồi, phải nhớ đừng nghĩ tiêu cực, những điều này không hay nghe không? Thấy cái trình độ của mình và công đức của mình, phước báo của mình, những gì mình có được bao nhiêu, mình sẽ dùng nó bao nhiêu. Cố gắng lên, thấy chưa? Cố gắng hết tâm của mình. Thấy chưa? Mình học được cái gì thì mình cứ học. Rồi đó chỉ là một ngôn ngữ, đó cũng là một cái kiến thức của đời mà thôi. Hiểu chưa? Cố gắng hết sức của mình. Em đừng có nghĩ rằng mình sẽ thua người này, mình sẽ gọi là giỏi hơn người ta. Hiểu chưa? Đừng bao giờ là mình phải học điều này mình sẽ giỏi. Giỏi để làm cái gì? Nó là vậy. Hiểu chưa? Giỏi để mình đi kiếm tiền à? Còn những người không giỏi kiếm tiền không được hay sao? Hiểu chưa? Không phải như vậy. Hiểu chưa? Quan trọng nhất là mình thắng bản thân của mình. Khi mình thắng bản thân của mình chính là mình là người giỏi đó. Hiểu chưa? Mình ngôn ngữ càng nói nhiều thì mình càng bị phức tạp. Đó là vậy. Đừng để cho ngôn ngữ này mình nói lung tung, đừng để cho ngôn ngữ này mình nói càng nhiều, mình học càng nhiều, mình nói càng nhiều, đó là ngã chấp ngã mạn cả. Hiểu chưa? Để tự nhiên, tất cả mọi thứ đều tự nhiên. Mình đừng có ép mình phải học cho được, rồi phải ép mình phải giỏi như người khác, vân vân vậy. Đừng nhìn vào họ mà nhìn bản thân của mình thôi. Mình cố gắng hết tâm của mình học theo khả năng của mình, học theo những gì mà mình cần phải học. Hiểu chưa? Mình rớt rồi mình học tiếp tục, mình học tiếp, đó là chuyện bình thường, không có gì cả. Làm sao tâm của mình an lạc, bình an, tâm của mình làm sao vui với cuộc sống này của mình, bằng lòng nó và chấp nhận với nó. Hiểu chưa? Cái gì nó đến chấp nhận nó, cái gì nó đi cứ mà đi,
Thấy chưa? Nó đến được thì nó sẽ đi được thôi. Nó có được thì nó sẽ không được thôi. Đó là vậy. Sống làm sao với cuộc sống vô cùng an lạc và vui, tươi. Đó là một cuộc sống ý nghĩa. Còn bây giờ em nghĩ rằng em có học giỏi đi nữa, nhưng mà học càng giỏi, càng biết càng giỏi, nhưng mà sống không phải cho bản thân của mình, thì có ý nghĩa nào với cuộc sống làm người, đời người sống được là bao? Đó là vậy. Rồi cuộc sống của mình được bao nhiêu? Đó là vậy. Rồi bây giờ cuộc sống nó như vậy, mình cứ dấn thân vào đó, rồi mình học. Bây giờ mình có học bằng người khác, đứng núi này mình trông núi nọ, người này giỏi có người kia giỏi hơn. Đó là vậy. Đừng để cái lòng dục vọng của mình nổi lên và mình nghĩ là mình học giỏi rồi, cỡ ít bữa đó người khác họ chê mình cái, rồi làm sao họ giỏi họ chê mình cái là mình đi tự giận mình chết à. Vậy là biết rằng là mình đã quá dở rồi. Mình biết rằng mình không phải là người mình rồi. Mình bị người ta nói cái là mình làm theo người ta đó. Người ta kêu mình đi về hướng bên trái là mình đi về hướng bên trái, đi về hướng bên phải là hướng bên phải, kêu cúi đầu là cúi đầu. Mình tại sao mình không sống cho mình? Nó là vậy. Thấy chưa? Mình có được mình cái sức lực của mình 5 kg thì mình xách 5 kg, 10 kg mình xách 10 kg. Bây giờ sức lực mình có xách được có 10 kg, mình đi nghe lời người ta mình cứ vác cái 100 kg cho mình chết à? Nó là vậy. Cho nên mình có được bao nhiêu thì mình sẽ chấp nhận bao nhiêu trong cuộc sống của mình. Thấy chưa? Mang thân xác này vô cùng quý, và mang được thân xác này vô cùng gọi là một niềm phúc lạc cho mình rồi. Cho nên phải nên quý có được nhục thể này trong cuộc sống này đây. Cho nên đừng bao giờ nghĩ tiêu cực, nghe không? Uổng lắm nghe không? Nếu mà ai mà có muốn tự vận tự sát gì đó thì phải suy nghĩ kỹ lại. Tự vận khổ lắm nghe không? Trời ơi, không biết thôi, không thấy cái chỗ đó thôi. Hiểu chưa? Thấy cái chỗ đó thôi thôi ta còn sợ nữa. Hiểu chưa? Ta còn sợ cái chỗ đó nữa, hào huống chi quý vị. Hay chưa? À vậy, mình nghĩ phủ định đây thôi nè. Khi mình nghĩ phủ định, trong đầu mình nghĩ phủ định với ai đó, trong tâm mình càng khổ đây nè. Nó là vậy. Cho nên là cái lực lượng phủ định này nó tấn công mình kinh hoàng lắm. Ok. Thôi thì có pháp rồi, gắng cố gắng thiền, gắng cố gắng tu. Hay chưa? Thì nếu muốn cải thiện cuộc sống của mình cũng càng tốt. Đó, ở đây coi như thế nào. Dấn thân vào cái thiền đường, hiểu chưa? Thông thả cho mình, rồi thiền định mỗi ngày vân vân. Có điều gì thì nhảy vô tham gia chơi với mấy vị sư cho nó vui vậy đó. Cải thiện cuộc sống của mình một chút, rèn luyện bản thân của mình vậy đó, cho cuộc sống của mình nó có một ý nghĩa hơn. Đi đến đâu mình tạo dựng một điều tốt đẹp hơn, hiểu chưa? Là mình đi bất cứ chỗ nào mình đem lời, không cần nói một lời, nhưng mình đi đến đâu mình tạo ở đó thành một cái thành tích vô cùng đẹp. Quý vị thấy mấy vị sư của ta không? Đi đến đâu thiền đường đâu có mướn ai làm đâu, tất cả họ làm hết, tất cả mọi thứ quý vị thấy chưa? Đó là vậy. Đi đến đâu là họ để những cái thành tích đẹp ở đấy liền. Trời, có nhiều vị thư ở đây là mười mấy năm trời rồi đó, tu hồi lúc 16 tuổi tới bây giờ, đi đến đâu là họ tạo những cái điều tốt đẹp. Thấy chưa? Huynh đệ nó tạo với nhau. Cũng có đôi khi cọ sát với nhau, rồi cũng có khi bực bội với nhau, rồi buông ra rồi cũng cười hề hề. Nó là vậy. Đi đến đâu tất cả mọi thứ cũng tạo, mình tạo cho mình một cái thành tích đẹp. Đây là những gì mà sư phụ nhắc nhở và ta dạy bảo. Nó là vậy. Mình đi đến đâu khẳng định và khẳng định và khẳng định. Sư phụ nào cũng khuyên các con, dĩ nhiên trên con đường này, trên con đường cuộc sống làm người, không có điều gì được gọi là chân chu cả. Một cuộc sống của con người, một đường đời khúc khuẻo mà. Té, đứng dậy đi tiếp. Hay chưa? Đừng té rồi bắt đầu nó buồn bã, rồi bắt đầu cứ ngồi lì đó vậy. Bao giờ cuộc đời của mình nó sẽ được gọi là đi đến cái đoạn đường cuối của mình đâu. Cho nên cứ làm cuộc sống của mình tươi tươi vui. Học được cái gì thì cứ học. Hay chưa? Quý vị cố gắng hết sức là được rồi. Ok. Chúng con xin cảm tạ Guruji. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Guruji Ruma, con chưa được truyền tâm ấn, cho phép con được hỏi ngài một câu ạ. Pháp môn thiền định âm thanh ánh sáng và pháp thiền quán hơi thở có giống nhau không? Những vị thầy ở chùa đều nói với con rằng pháp môn thiền định Minh Sư Ruma đang dạy cũng giống như vậy. Pháp thiền quán hơi thở hay pháp thiền âm thanh và ánh sáng đều là một. Con có hỏi thêm những người học trò của ngài thì họ lại nói không phải vậy.
con chưa rõ vấn đề này, con xin minh sư giải đáp dùm con xin cảm ơn ngài. Ta cũng trả lời y như những người thiền sinh, không phải vậy. Phải gì không, phải không? Khác hoàn toàn đều là khác. Cái pháp này của ta là một lực lượng từ bi của càn khôn vũ trụ. Pháp này của ta là một lực lượng dùng âm lưu thượng đế. Hiểu chưa? Bất cứ ai đến, hiểu chưa? Đều bên trong đều ta chỉ cái pháp này cho. Hiểu chưa? Pháp này là đánh thức cái lực lượng từ bi bên trong của quý vị. Cái pháp này là một ánh sáng trí huệ của quý vị, soi đường dẫn lối cho quý vị, để cho quý vị về với thế giới giải thoát trong cuộc đời của mình đó. Hiểu chưa? Cho nên là bây giờ cái pháp này nó là vô ngôn không lời, pháp này không có ngôn ngữ để diễn đạt cái pháp này. Hiểu chưa? Bên ngoài thì sư phụ có một cái tên, một danh từ theo kiểu của nhân gian và ngôn ngữ của nhân gian, được gọi là pháp môn cổ đại âm thanh và ánh sáng. Hiểu chưa? Nhưng nó là ở bên trong của chúng ta. Hiểu chưa? Không có ngôn ngữ để diễn đạt cái pháp này đâu. Ok. Quý vị muốn thì quý vị đến đây. Hiểu chưa? Bằng lòng và chấp nhận cho phép ta được xen vào nhân quả của quý vị thì ta mới sẽ làm, còn không ta không làm được điều gì cả. Phật không thỉnh, không cầu và không thiết. Ok. Chúng con xin cảm tạ Guruji. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Guruji Ruma, chúng con là thiền sinh ở châu Âu. Mấy ngày qua con đến thiền đường Tiệp Khắc, thấy Guruji thật là vất vả, ngài tự lo liệu cho mình tất cả. Con thấy hình như điều này quá sức đối với một bậc guru. Con đã từng đi khắp mọi nơi, từng viếng chùa và các trung tâm thiền từ Ấn Độ, chạy dài qua Đài Loan, thậm chí ở châu Âu. Còn ở Việt Nam thì chùa nào con cũng đều đi qua. Con thấy các nhà sư đâu có ai vất vả như ngài. Trong khi Guruji Ruma cứ miệt mài làm việc, không cần biết đến thân phận của ngài là ai, ngài bưng từng bát đồ ăn cho mọi người, quét dọn, lau chùi nhà bếp, ngài cứ lăng xăng như một người hầu. Nhìn ngài làm như vậy, chúng con cảm thấy vô cùng đau lòng và thương xót cho ngài. Tại sao minh sư phải làm việc nhiều đến thế? Con cứ tự hỏi hoài mà không có câu trả lời. Guruji có thể cho con biết, có phải vị minh sư nào cũng đều làm như vậy hay chỉ có ngài là trường hợp khác biệt? Đây là ý chỉ của Thượng Đế hay là vì tình yêu thương mà ngài phải làm như vậy? Chúng con từng làm cha, làm mẹ nhưng cũng chưa lo lắng được cho con cái của mình như ngài chăm lo cho chúng con. Kính xin Guruji cho con lời giải đáp. Con xin cảm ơn ngài. Ôi trời ơi, cái gì đâu mà cực khổ, đây là niềm vui của tôi. Đối với quý vị là quý vị thấy cực, còn đây là một niềm vui của ta. Thứ nhất nữa là ta không biết phải ý chỉ của Thượng Đế hay không, hay là cái điều gì đó, tình thương gì đó, không cần biết. Hiểu chưa? Sư phụ lấy từ của người mẹ của ta, bà cụ là vậy đó. Hiểu chưa? Từ nhỏ đến lớn khi sư phụ biết là ôi bà cụ Việt Nam mình gọi là lo chuyện bao đồng á. Bà cụ là lo chuyện bao đồng. Hiểu chưa? Nuôi cháu, nuôi con, nuôi hàng xóm, tất cả cái gì cũng móc ruột, móc rang ra mà cho. Nó là vậy đó. Bà này ai đến nhà rồi thôi, bà lăng xăng lăng xích rồi bà bắt người ta ăn này, bắt ăn kia. Cho nên dĩ nhiên chắc sư phụ cũng bị ảnh hưởng những việc này. Thứ nhất nữa, ta có cái tánh tỉ mỉ hay sạch sẽ. Rồi cho nên là đi đâu ta cũng phải tự làm. Thí dụ đi đến đâu ta tự làm. Ta không có muốn gọi là gì nhìn thấy dơ chịu không nổi, chứ không phải là cái gì cả. Nhìn thấy dơ là không chịu nổi những cái vấn đề đó, tự muốn làm. Chứ cái bắt đầu ai mà ép ta bao giờ, có trời Phật nào mà bắt ta làm. Nó là vậy. Còn nấu ăn hay là làm điều gì đó cho quý vị, đó là một niềm vui của sư phụ. Hiểu chưa? Đó là cái tánh gọi là của cha chuyện gì đó. Cô bà cụ bà để lời đó. Hiểu chưa? Dòng họ của sư phụ cũng vậy thôi. Quý vị đi đến quê của ta đi, trời ơi, dòng họ của sư phụ quý vị đến biết liền nè. Dòng họ bên ngoài quý vị đến nhà, ôi, bắt quý vị ăn thôi, chào cổ luôn. Nó là vậy. Tại vì cái người Việt Nam của mình mà, hiểu chưa? Tại vì sư phụ muốn như vậy. Với thứ nhất, thứ nhì nữa là đợt này sư phụ đi châu Âu rồi, mấy người xuất gia của sư phụ không ai đi theo được, cái người thi giả đi theo không được, cho nên sư phụ phải tự làm vậy thôi. Hiểu chưa? Sư phụ nói ôi chuyện này bình thường, ta tự tay xen cho làm được.
Nhưng mấy năm nay ta không có xen vô chuyện của thiền đường nhiều. Sư phụ chỉ để cho mấy vị sư huynh lo lắng tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng ta nhìn thấy lợi, thấy nó không đủ tiêu chuẩn. À, vậy quý vị đến cũng vất vả. À, vậy tuy rằng quý vị, ta biết quý vị đến không màng đến từ ăn uống tất cả mọi thứ, nhưng mà ta thì ta quan tâm. À, vậy cho nên đường này sư phụ hơi quan tâm nhiều vậy thôi. Từ coi như 2 năm nay rồi là bắt đầu ta để tâm vào tất cả mọi thứ, nhỏ lớn gì ta cũng để. Thứ nhất nữa là sư phụ muốn làm gương mẫu cho những người xuất gia. Thứ nhì nữa là muốn cho họ học hỏi vân vân. Nói là vậy, cho những người xuất gia sư phụ họ học hỏi, cải thiện cuộc sống là một tu sĩ. Ngày xưa sư phụ là một tu sĩ cũng y như vậy. Ta miệt mài ta làm, miệt mài làm hoàng mình ta. Bây cái tánh của sư phụ là vậy, chứ không phải là thầy tớ thầy théo gì. Đây là một niềm vui của minh sư. Thấy chưa? Quý vị ăn, ta nói thiệt, quý vị ăn mà quý vị càng ngon, quý vị càng đầy bụng, ta càng vui. Đây là minh sư là thế. Bây giờ ta làm sao? Bây giờ ta làm sao bây giờ? Thấy chưa? Đó là như vậy. Chứ sư phụ không có nghĩ rằng là quý vị là học trò của ta. Trời, mấy ông sư ở đây bây giờ mới biết đỡ ở đây nè, thấy không? Đứa nào mà ta mời ăn mà không ngồi, mà ngồi ăn mà đứng lên đứng xuống là ta chửi ra. Ta nói trước à, ta đuổi ra khỏi chỗ liền à. Không làm, ta mời mà vô không làm khách á là ta bắt đi làm mà. Ta nói trước là ta mời vô làm khách. Có sư phụ ơi, con thấy sư phụ bưng từng tô, con chịu không nổi. Mày làm gì mà chịu không nổi, mà ngồi mày mở miệng mày ăn chứ mất mới là chịu không nổi. Tức lên nói thẳng thôi. Kêu nó ngồi nó ăn mà con cười không nổi nữa. Ta nói trời, ta kêu nó ngồi nó ăn mà ngươi cũng ăn không nổi nữa hay sao? Thì bây giờ ta không cần biết nhà ngươi là ai, hiện giờ ta là minh sư thì nhà ngươi là khách. Thấy chưa? Sư phụ lúc nào cũng vậy, ta lúc nào cũng y như quý vị đến đây cái gì thôi. Quý vị thấy đó, ta cũng vô nhà bếp rồi cái là thôi, quý vị đi vô bàn mà ngồi. Thấy chưa? Cứ thưởng thức đi, cởi nó. Thưởng thức tất cả những gì minh sư làm, thì nó không phải là một vật chất mà thôi. Nó là một lực lượng yêu thương, một lực lượng bình an, một tình yêu thương của minh sư đưa đến cho mình. Quý vị đừng bao giờ nghĩ đến rằng quý vị sẽ ăn cái đồ đó. Quý vị chỉ nghĩ một câu khẳng định: chúng con đang nhận tình yêu thương của minh sư. Okay. Chúng con đang ăn những cái gì lương thực gọi là tâm linh này của ngài và tình yêu thương của ngài, món ăn phước báo, món ăn công đức của ngài, đó là như vậy đó. Nghĩ bao nhiêu là được rồi. Ok, không có cực khổ đâu, vui lắm. Okay. Chúng con xin được cảm tạ Guruji Ruma đã có những lời pháp cam lồ cho chúng con trong ngày đầu xuân năm mới, ngày mùng Tết Quý Mão. Vừa rồi là câu hỏi cuối cùng của buổi thuyết giảng ngày hôm nay ạ. Ok, rồi vậy cũng được. Cho nên quý vị đừng có lo về vấn đề này nghe không? Tất cả mọi thứ gì đó quý vị đến làm sao vui là được rồi. Hiểu chưa? Làm sao quý vị cảm thấy bình an, quý vị đến đây mở rộng trái tim của mình ra, đón nhận tất cả mọi thứ, những gì ta gửi đến cho quý vị. Tuy rằng nó là một vật chất, cải đừng nghĩ đến nó, và quý vị chỉ nghĩ khẳng định rằng đây là một tình yêu thương, đây là một lực lượng bình an, đây là một lực lượng hóa giải tất cả những sự khổ đau của mình đó. Chúng sanh, mình đã rơi vào trong cõi giới của con người, mình cần những cái công đức này đây. Mình đã lạc mắt đó, bây giờ mình cần đó. Dẹp bỏ tất cả những thành kiến gì đó, dẹp bỏ nó đi. Mình trao dồi những cái ở bên trong mình, tình yêu thương, mở rộng trái tim của mình. Quý vị ở đây được bao lâu? Nó là vậy. Cho nên ở châu Âu bữa trước cũng vậy thôi. Hiểu chưa? Sư phụ ta, đây là nghĩa vụ của ta, mà cũng là một niềm vui của sư phụ thôi. Ta biết những mấy vị sư của sư phụ đó kia họ cũng khó chịu, nói sư phụ để chúng con làm thế, thì ta làm đầu này nhà ngươi làm đầu kia, nhà ngươi chụp tay ta làm chi? Nói vậy, ta làm bên đây thì nhà ngươi làm bên kia thôi. Đây là những gì mà sư phụ gọi là ta nhiều bị rắc rối là vậy, còn không là sư phụ không xen vào. Nếu mà ta xen vào thì là một cái đó phải là đẹp. Còn nếu mà không đẹp ta chịu không nổi. Nói vậy, cho nên quý vị cứ thưởng thức là được rồi. Hiểu chưa? Quý vị đến cùng chung vui với nhau, đừng nghĩ đến vấn đề một bậc thầy là phải như vậy, nghiêm trang, cười cũng không cười, mắt phải nhìn thẳng,
ta là Phật sống, cái Phật chết ta ngồi đó mà cứng đơ, ai chịu nổi. Hay ha. Trừ khi ta chết đi rồi thì bị đúc tượng đi rồi nó đứng đơ kiểu này đó. Sư phụ không chịu nổi cái vấn đề đó. Để tự nhiên thôi, cuộc sống mình tự nhiên. Hay nha, cuộc sống mình càng gọi là để tự nhiên, cái gì nó đến thì nó lại đến, cái gì nó đi thì nó lại đi. Mình cứ để như vậy, mọi việc rồi thì thời gian của mình ở nhân gian mình làm điều gì có một ý nghĩa tốt đẹp. Rồi phải nhớ vậy nghe không? Tất cả thiền sinh, quý vị đến đây, quý vị là một người khách của ta. Hiểu chưa? Quý vị, ta lúc nào cũng nghĩ quý vị, lúc khẳng định lúc nào cũng vậy, bất cứ ai ta không cần biết. Ta mời quý vị thì quý vị phải vô ngồi mà ăn. Đó là vậy, vô ngồi thưởng thức đi. Y như những gì sư phụ nói đó, thưởng thức những hương vị công đức của Thượng Đế. Một hương vị, hương thơm ngào ngạt của càn khôn vũ trụ đến với mình. Một phước báo, một lực lượng, dòng âm lưu Thượng Đế ở bên trong của quý vị. Ok, ta chỉ là một người, một cái tấm gương này cho quý vị xem thôi. Rồi vậy nghe không? Ok, thôi chúc quý vị bình an và bình an và bình an. Ok.